nhà thương. Chị Sáu nhớ Nhiêm nè, cho Nhiêm muốn gửi thơ cho chị Sáu. Mai mốt gì con gửi thơ về thăm chị Sáu thôi. Tao có nhiêu đâu phải thăm mày đâu. Tao giàu quay đem đưa đó. Tao để bệnh nào tự tử đó, mày có thuốc gì thì gửi cho tao uống đi. Đâu mẹ nói chuyện nha. Nói đi. Nó nói giàu không? Thì nói nữa, nói gì nhiêu giàu đó. Thì nói nhiêu đó. Viết giọng, cái giọng gì? Cái giọng gửi tao bỏ rồi, nó chạy chặt, nó bỏ rồi. Hôm nay nói tụi nó nhiên gửi cho cái giọng vợ, vợ quá. Một